Thưa quý vị, là dịp được trẻ em chờ đợi mỗi mùa trung thu về, luôn mang theo nhiều niềm vui và trải nghiệm lý thú. Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, hướng trẻ tìm về với những giá trị truyền thống thông qua ngày Tết Trung Thu hiện đang được nhà trường cũng như gia đình quan tâm, bồi đắp. Hôm nay là một giờ học đặc biệt của các bạn nhỏ tại trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hải Châu. Giờ học trải nghiệm cùng nhau làm lồng đèn Trung Thu dưới sự hướng dẫn của các cô giáo đã khiến cho nhiều học sinh tỏ ra thích thú. Thay vì những món đồ chơi trung thu được mua tặng, nay các em được tự tay làm ra những chiếc đèn ông sao, được thỏa sức tô vẽ những gam màu sống động về một mùa trung thu mơ ước. Hôm nay con được tham gia hội thi trang trí lồng đèn của nhà trường. Con cảm thấy rất vui vì được làm lồng đèn ông sao cùng các bạn. Con chưa bao giờ biết làm lồng đèn ông sao mà hôm nay các cô chỉ cho con cách làm ạ. Con cảm thấy rất vui. Hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện, các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa dân gian được các trường thường xuyên tổ chức nhằm bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cho học sinh. Nhà trường cũng rất là quan tâm tạo những cái sân chơi trải nghiệm cho các em để nhằm giúp cho các em có thể thỏa thích được cái niềm đam mê, cái sự sáng tạo của mình, đồng thời giữ gìn được cái truyền thống của dân tộc. Ví như là đến mùa trung thu thì chúng tôi có rất là nhiều hoạt động. Và như là năm nay thì tổ chức cho các em là tự làm lồng đèn trung thu và tham gia cái hội múa lân cũng như là xem múa lân, thì chắc chắn hy vọng rằng sẽ đem đến cho các em những kỷ niệm khó quên trong cái mùa trung thu này. Bên cạnh đó, sự quan tâm định hướng của gia đình về những giá trị văn hóa truyền thống cũng ngày càng được chú trọng. Việc trẻ em có xu hướng tìm về những đồ chơi truyền thống nhân dịp trung thu là minh chứng rõ nét cho điều này. Đồ của mấy bé chơi, nó quay lại cái truyền thống ngày xưa của mình, đèn ông sao nè, đèn giấy gương nè. Cùng với nhịp sống hiện đại, những nét văn hóa truyền thống như Tết Trung Thu cũng có sự tiếp biến nhưng vẫn giữ vẹn nguyên ý nghĩa nhân văn ban đầu. Đây vẫn luôn là dịp được trẻ em mong chờ để được sống trong bầu không khí lung linh của những chiếc đèn lồng rực rỡ cùng tiếng trống lân rộn ràng.